Xin đọc một câu hỏi của Kỳ Bèo. Thầy ơi, trả lời giúp con, nhưng cả đời làm phước tích đức, sau này chết đi rồi đó, làm sao cảm nhận được thành quả hả thầy? Để cảm nhận được thành quả đó, có nhiều cách. Thứ nhất là cách suy luận nhân quả khác chủng loại nhưng có cùng một cái quy luật tương tự. Nói mà ví dụ như khi chúng ta trồng cây vạn tuế hay là cây thiên tuế, cây nghìn năm, vạn năm, thì mấy chục năm nó chưa được xem là một thành quả, rồi phải tái sanh nhiều lần như vậy mới thấy là nó lớn lên. Đa khi cây giá đó, tạm gọi là cây đi ha, thì chỉ có mười mấy tiếng đến hai mấy tiếng là từ một cái hạt đậu trở thành một cái cọng giá, tức là nó diễn ra trong vòng có một ngày đã có thành quả. Như vậy mỗi một chủng loại theo cái tiến trình tự nhiên trong luật nhân quả của chính đó, khể gieo nhân mà đủ các thuận duyên hay là bị tương tác bởi các nghịch duyên thì quả nó sẽ trổ hoặc nhanh hơn hoặc là chậm hơn, hoặc lớn hơn hoặc là nhỏ hơn thôi. Đó là nói chung. Còn nói về phước báo đó, thì Đức Phật chia ra có năm loại phước. Phước hỷ tướng, tức là mọi người gặp hoan hỷ với mình. Phước tài sản do bố thí cúng dường và biết làm ăn và kinh tế. Phước thuận duyên, tức là giúp đỡ mọi người cho nên đi đâu cũng được thuận lợi. Rồi phước có trí tuệ, tức là có hiểu biết đúng. Và phước sức khỏe và tuổi thọ, tức là làm chủ chế độ ăn uống, sống trong môi trường tốt, rồi biết tham gia các hoạt động hòa bình, hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học và làm nhiều cái việc tốt đẹp khác. Thì khi mà các bạn gieo trồng 1, 2, 3, 4 hoặc cả 5 loại phước như trên đó, thì thông thường phần lớn các cái quả nó sẽ trổ ở kiếp này, có thể là vài ngày, vài tháng, vài năm, vài chục năm. Cũng có trường hợp là nó trổ ở kiếp sau, có trường hợp là trổ những kiếp sau nữa. Cái tiến trình đó rất là tự nhiên đó. Ngoài ra nó còn có sự tương tác của các cái chủng loại nhân đó, đối lập nhau thì dẫn đến loại trừ và triệt tiêu, nên nó dẫn đến tình trạng là không có trổ quả. Như vậy bằng sự suy luận cái quy luật tương đương đó, chúng ta biết là lực bảo toàn năng lượng của các cái hạt giống phước mà chúng ta gieo sẽ không bao giờ bị mất đi. Chúng ta sẽ là người là gặt lấy những cái kết quả của đó về phương diện tốt và mang lại những cái thành quả tích cực, cũng như là gánh lấy những hậu quả xấu nếu chúng ta làm xấu đó. Chúng ta phải nhớ điều đó nha quý vị. Thì như vậy cái việc tin này đó, nó sẽ giúp cho mình sống tốt hơn ở kiếp này. Tin nhân quả kiếp sau sẽ giúp chúng ta sống tốt ở kiếp này, ít nhất là về phương diện đạo đức và luật pháp. Còn khi cho rằng chết là hết, như là chủ nghĩa duy vật đi, thì con người sẽ cho rằng đó, thiện ác cũng có kết cục, hai thước đất giống như nhau, thì làm tốt để làm gì? Thì người đó có thể là sống rất tốt cho một giai đoạn, nhưng khi cạm bẫy cám dỗ thì họ có thể làm thay đổi chính mình, không còn tốt nữa. Cho nên Đức Phật dạy tin nhân quả ở những kiếp sau sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn ở kiếp này,